Đi đâu rồi ta? Nấu màu gì ta? Nấu màu gì? Thôi Lan hả? Hôm nay hết tiền ăn thịt của ta, người ăn rau củ quả ta. Ăn chín của ta. Có gì cũng thẳng, làm gì vậy? Khoai lang. Khoai lang chứ nó chín đâu mà ông lên chọt dữ lửa nó mất hơi nữa sao chín được. Khoai lang người ta nấu phải bít lại nó mới hầm hơi chín. Chín chưa? Chín rồi mà. Chín chưa? Ủa sao? Ai chọt đây? Em mới vừa chọt á. Xem phải chín chưa? Chín chưa đi. Ồ, chín rồi. Vâng, bây giờ vậy nè. Ây da. Sao à? Đổ nước ra. Ờ, đúng rồi. Đổ nước ra bắt đầu cái mình hấp cho nó khô nó. Nó ấy đi đúng không? Nhỏ lửa lại thôi ha. Ừ. Đó. Chắc nước đi. Mà không đi đâu vậy? Hả? Đi qua đây biết ăn luộc khoai lang nè. Chứ tại sao anh lại đổ nước? Thì ông đổ nước đi. Đổ nước đi bắt đầu ông hấp cho cái khoai lang nó bắt đầu nó săn chắc lại, nó ngọt cũ lại. À. Không biết thì nói. Đó. Với lại là khoai lang ông biết bây giờ 1 kg gạo không bằng 1 kg khoai lang. Đâu, 1 kg gạo bây giờ nó bằng nửa kg khoai lang thôi, hoặc là 1 phần 3 lạng của khoai lang thôi. À, khoai lang nó rẻ hơn gạo hả? À. Bây giờ vậy nè, chết cha này. Sao? Ông vợ tôi nó kêu đi mua cái có cánh không biết không? À, để bay trên trời hả? Thì biết à, cái có cánh đó là anh nhảy từ trên nhà nhảy xuống là có cánh nó bay đúng không? Không biết, nó vợ kêu là anh ra ngoài đó chỗ gì có cánh bán cho mua giùm em một hộp. Rồi anh đi. Với lại là ông canh cái này nha, canh này để nó cháy nha. Nó mà rồi. Nó cháy là dục đó nha. Biết rồi, ba cái này để em canh khỏi lo. À nhớ nha, nhớ canh á, để tôi đi chợ okay. Mua cái có cánh con vợ đã. Rồi ok. Nhớ canh nghe chưa? Rồi ok, mọi người yên tâm. Để tôi canh cho. Ồ, nó chưa vô đều nè mọi người. Để cho nó vô đều. Ồ, nó chưa vô đều. Dạ. Từ từ bố kêu. Từ từ đó. Trời ơi mệt ghê ta. Đi qua tôi vừa cái mấy con bò đó. Cả mất hết thời gian. Cám kinh khủng. Ôi chết rồi, chết tôi rồi. Quên tắt ga. Có cánh đây rồi. Đâu, cánh đâu? Đâu? Đây nè ông thần, đây nè. Bịch cánh. Ủa, đây nè. Em tưởng anh gắn vô lưng rồi chứ, đâu? Con vợ mà lưng vô lưng. Nè, cánh đó. Sao rồi, chính chứ, ông anh đặt cửa luôn. Bây chứ. Giờ em đi. Đi đâu? Bố em gọi em qua đây nè xíu. Khỏi, để cho đây. Đây. Ông có công ngồi xuống đây, tôi lấy hai củ gì cho ông. Để tôi lấy cái bịch. Cái bịch để bỏ trong một hai củ gì được. À, cái tô đi. Chúng tôi lại hay quên, bữa nay tới giờ mới một tắt ra. Chết. Đợi xíu nè. Yeah. Đây, yeah. Đây bò năng đâu rồi? Vô kìa, không sao. Đâu có bò đâu. Cái gì? Không, đợi xíu đi. Ê, sao mà... Sao đâu? Cái gì? Sao nghe cái mùi cháy cái gì mà khác dữ vậy? Có đâu. Khoan, chuyện gì từ đó, tôi đã vô tôi nhờ ông rồi, ông phải... Ý là... lấy hai củ về ăn lấy thảo. Anh cứ ăn đi, không cần thảo đâu. Thảo gì tầm này. Bản năng của tôi là vậy. Rồi anh gọi anh cứ đi anh đi về đó. Anh cứ nghe thoại vợ anh đi đó. Không đợi xíu. Xong rồi tôi nói chuyện với vợ tôi xong rồi. Ok thật mà, nhanh. Bây giờ nè, em không muốn ăn mà sức ép anh hỏi. Giờ ăn lấy thảo là có nghĩa thảo là thảo gì tầm này nữa, giờ này mà thảo gì nữa. Bò em đang nghĩ nọc nó cứ o mà kia. Bây nhanh lắm, tôi lấy cho ông liền khỏi. Phải. Ấn đồ. Ông coi cái son tôi nè. Tại hồi nãy bò em, bố em gọi kêu là bò đang nghĩ nọc. Mà đang nghĩ nọc. Em đi mà em hay quên. Em chạy vô đây em mới sực nhớ là em chưa tắt ga. Thì ông tắt ga cái rồi ông đi ra cho bò ông nhảy quên. Chục con cũng được nữa chứ. Quên. Bò đang nhảy nọc. Tôi vô mấy vợ. Từ. Nghĩ sao trời, bây giờ cái nồi cũ này là tôi nấu với vợ tôi ăn đúng không? À. Tôi đã lấy cho ông thảo là cho hai củ cho ông rồi. Bây giờ cái son nó cháy. Bây giờ em đâu cần thảo đâu. Anh thảo hết một mình đi. À, rồi cái hậu quả cái son này ai chịu? Thì anh thảo luôn, anh đang thảo mà anh thảo luôn cho rồi. Đồ chết thì anh chịu thôi. Anh cà đi. Cà cái con khỉ khô trời. À cà rồi xong luôn cà. Đồ cái này củ gì kia nó phải là củ luộc. Củ nướng. Khoai lang nướng ngon mà. Ông nội xong luôn. Ông... thôi xong luôn, banh luôn cái nồi luôn. Ôi giời ơi cái nồi luôn rồi. Xong rồi củ lang thì tôi không có nói rồi. Bây giờ cái son giờ nói chuyện sao nè. Ông nói chuyện sao để cho tôi khỏi chết. Chết rồi. Ôi giời ơi xong rồi.
chim chiến gì, cái gì ông nãy tôi mua cái gì, cánh gì à, có cánh gì đó, có cánh gắn cho cánh để anh nhảy từ trên cao nhảy xuống nó bay được. Không, bây giờ cái cánh đó vợ tôi sẽ nhét vô cái miệng tôi luôn á. Dạ. Yeah. À. Bây giờ ông tính sao chứ, bây giờ ông nghĩ sao? Tôi vô mát tiếp. Ê, từ anh gãi. Em có ý này nè. Ý cái gì mà ý, bây giờ thì sao? Cũ thì tôi cũng nói rồi, cũ có thể mình không ăn cái này, mua khác ăn, bây giờ cái son nè. Nếu như anh, em ví dụ thôi nha. Anh gặp trường hợp này, anh trà đem giục cái son, trà nghĩ tôi nói trà một khi mà ông nấu nước á, ví dụ ông nấu kho cá nè, nó dính nè, hoặc là ông chiên xào gì nó dính nè, gọi là nước nó có nước sệt sệt, còn cái này gọi là nó cháy. Cháy khô. Biết rồi. Trà không có ra được. Mua xong mới đi. Không, cái này à, anh chỉ cần anh ngồi hút thuốc thôi là được rồi. Anh hút thuốc thôi, tự nhiên nó bung ra hết. Mẹ đi trà còn ra, hút thuốc ra. À, hút thuốc thì gặp thuốc đây à. Không phải đâu, em thấy mọi người là mấy cái nồi. Nhưng mà em chỉ áp dụng cho những cái nồi nồi nhôm thôi. Nồi nóc là không áp dụng được đâu. Thì này là nồi nhôm nè. Riêng nồi nhôm bị cháy, anh chỉ ngồi hút thuốc thôi là tự bung ra thôi. Mà từ từ đã, trước khi anh hút thuốc á, cái nồi bị cháy đúng không, anh ra anh rửa sơ đã cho nó bay mấy cái bọn ấy đã, rồi mình hút thuốc sau. Chứ ông giờ ông rửa nó không có ra đâu, vậy nó bay cháy khét mà. Thì chúng ta phải rửa, sợ dính mấy cái cùi khoai trên đây nó khó lắm. Giờ rửa đúng không, để lấy cái muốn ăn thì cho mấy củ ăn có cho. Ôi, em không cần, em không cần thảo đâu, thảo anh lấy thảo một mình luôn đi. Cái khô đủ cháy cái này ông nội xong luôn rồi. Ông nội chào ra, ông nội đây. Bây giờ ông nội chết thì sống lại chào ông nội nè. Nó cháy kiểu là nó cháy như thế nào biết không? À. Để tôi chèo nước rồi đã. Nóng lắm á. Nè. Dính vô trong nồi luôn rồi. Cháy mà cháy khét ở dưới luôn nè. À. Rồi xin tổ quốc luôn, giờ về đi. Ông tôi bảo đảm là không ra đâu. Một điếu thuốc thôi. Anh hút hết một điếu thuốc cái này nó bay luôn. Anh không cần phải dùng sức. Em thấy mọi người trà một cái nồi là mọi người lấy cái miếng trà nồi đúng không? Trà tót hết mưa hột, rung hết cả tay, mỏi hết cả tay, không ra. Như bây giờ anh chỉ dùng một điếu thuốc anh hút thôi, ra luôn. Giờ cũng giờ không làm cũng không được. Phải làm chứ không làm vậy vợ. Rồi ok. Nó nhét cái gì vô miệng. Đầu tiên, mọi người nấu một cái nồi nhôm bị cháy, mọi người cũng không có gì phải lo sợ hết. Em sẽ giúp cho mọi người cách khôi phục y như mới luôn. Không áp dụng cho nồi nóc thôi. Đầu tiên, nồi bị cháy. Anh cũng trà rửa sơ sơ như bình thường thôi. Rồi, để cho ra mấy cái cặn thôi. Đó, mấy cặn này nè. Đó, ra thôi. Rồi tiếp theo, anh vô đây. Đủ. Đó, em sẽ chia sẻ với mọi người áp dụng thử nha. Đủ cho. Khoai đang nướng nồi. Rồi ok. Tiếp theo là mọi người sẽ lau khô đi. Anh lau khô. Ủa chứ ông bắt anh bếp nó cũng khô vậy. Anh lau khô đi, mình sẽ giải quyết công việc. Đủ cho trời ở cái son. Trời nghĩ sao trời, nghĩ son ngay trời. Rồi ok. Lắm anh chùi xong. Anh vô anh ngủ thuốc đi. Để lau khô đã. Anh ngủ thuốc. Rồi ok. Em nói anh không cần phải động tay động chân hết, hút thuốc thôi. Rồi tôi đi hút thuốc đây. Ok, em bật lên nè. Đây. Em để lên bếp. Gì rồi nó cháy đen thành cái son dục. Ông táo sẽ giúp xử lý mình. Rồi rồi ok. Bây giờ nha. Em nói anh nè, nếu anh cháy á, những cái này nè. Nó tự bay hết. Ừ. Những cái này á nó sẽ tự chốc ra luôn. Cái dòng nồi nhôm nó là như vậy. Riêng sao mà chốc được trời. Chỉ không áp dụng cho nồi inox thôi, nồi inox chúng ta không làm được tại vì nồi inox anh nóng ra đen. Bây giờ anh tin nha, anh bật ra lên đi. Bỏ nồi luôn không? Nếu anh đậy nắp, cái hơi của nó sẽ hút hết vô nắp. À cái hơi. Nếu anh có một nắp trắng anh đậy vô nè, tí nó sẽ hút hết lên cái nắp. Bây giờ em quay trần cho anh coi đã, tí nữa đậy nắp sau. Ok. Ok, quay trần cho người coi nha. Ê sao nó ấy kìa? Hả? Bây giờ em nói anh nghe nè, tại sao không? Tại vì á, cái hơi lên hết rồi, ép buộc anh phải đậy nắp. Phải đậy nắp mới được, không đậy nắp không được đâu. Con nghi quá. Anh đậy nắp lại đi. Đậy nắp lại đúng không? Ừ. Phải đậy nắp, nó mới kín hơi được. Ok. Rồi ok, mọi người cứ yên tâm đi. Ra là ra, uy tín là uy tín, làm ăn uy tín, mọi người yên tâm. Hết 1/2 cái điếu thuốc rồi đó. Rồi ok, nói chung là tại vì bọn em muốn mở nắp cho mọi người coi, nhưng thực sự á, mở nắp ra cái hơi nó bay lên hết, cái độ nóng nó không có áp lại được, ép buộc phải đậy nắp lại. Nhưng mà đậy nắp lại em sợ mọi người là kêu bọn em là này kia, cho nên á ép buộc phải nắp thôi chứ mở nắp ra là không được. Ok. Lâu lắm. Ok nha. Đây nè, anh mở cho mọi người coi nè. Cái gì? Có biến đổi từ từ. Thấy giờ anh phải đậy nắp mới được, anh mở nắp ra không được đâu, tại vì á cái hơi này nó lên nó rất là mạnh. Mà sao nó nóng vậy? Anh đậy nắp lại cho nó bí hơi lại đây. Đó, nó sáng từ lên đấy chưa? Chưa đâu, anh để tiếp đi. Không sao đâu. Ủa nó banh nồi không? Banh sao mà banh được, cái nồi mà. Ok. Cái đèn nãy đâu hết rồi?
nắp nó hút hết rồi. Tôi đi công việc tí đã. Rồi ok. Không chưa? Anh mở ra đi. Rồi sao nó trắng tinh luôn vậy? Dạ. Em mà nó có bận dữ nè. Ê cạo ra hết nè. Ờ. Đù. Bên đây nè. Không, cái này mình chắc phải chà đây, cái độ nóng trên này không có à. Ừ. Rồi sao? Không, anh để thêm xíu nữa đi. Ủa cháy đuổi luôn rồi. Ờ. Để nữa hả? Để xíu nữa đi. Đó, không cần phải chà, anh chỉ ngồi hút thuốc thôi. Anh đang làm gì? Ngủ thuốc. Thuốc nhưng mà hết đứa thuốc rồi. Đó, hết thuốc ra đó, như vậy ra nhưng em muốn hoàn hảo hơn. Đó, anh đâu cần làm gì đâu. Ông Táo sẽ làm cho mình. Đồ hay. À, hay. Nhưng mà không áp dụng cho nồi nhôm, nồi inox thôi. Đó, ok. Chỉ ngồi chờ xíu đi. Nồi thôi đúng không? Tí nữa mang ra đánh cho người coi nữa. Rồi ok, bây giờ là đủ phút rồi. Trời ơi, sao đen không vậy? Tí nữa anh lấy khò, anh khò nó bay hết rồi. Cái này á, mọi người ép buộc phải đậy nắp lại. Tại vì em cũng muốn quay cái nồi trần nó cho mọi người coi, nhưng thực sự á, xả nước đúng không? Nhưng thực sự á, quay cái nồi trần á, nhưng thực sự quay cái nồi trần á, nó không ra được. Nó lâu ra thôi, tại vì á, hơi đẩy lên hết rồi. Ép buộc chúng ta phải đậy nắp lại để cho nó bí hơi thôi. Mà trắng tinh như mới luôn. Sáng luôn đúng không? Trắng sáng luôn. Không sáng không lấy tiền. Đây là cái hay của nồi nhôm. Cho nên em khuyên mọi người, nếu mọi người mua, mọi người chịu khó mất thêm một ít tiền nữa, mọi người mua cái nồi nhôm. Vô mất tiền hả nha. Ừ. Phải đi. Rồi mọi người nấu, mọi người bị cháy, mọi người xử lý rất là dễ. Ừ. Nấu đây là ok rồi. Đó, giờ anh em tôi chỉ trà sơ qua cho mọi người thôi. Đó, giờ mình vô mình trà sơ lại. Đó, ok đó. Sáng thấy như gương, sáng như mới gương. Luôn. Còn mấy cái chỗ cháy này mình đánh lại. Ừ. Nhiều khi chỗ này là lửa nó chưa tới nè. Ừ. Không thì mọi người có khò, mọi người khò đẩy lên cái. Đây cái dòng cái này á, mọi người rút kinh nghiệm là mọi người đậy nắp lại à. Thì những cái đen nó sẽ bám hết lên trên nắp. Mọi người chú ý điều đó. Mà muốn làm sáng nắp thì đơn giản thôi. Mọi người lấy cái khò, mọi người khò nó nóng lên là nó ra hết à. Ừ. Cho ra. Ừ. Lấy khò là ra hết. Mọi người yên tâm với vấn đề đó. Không. Hay, tôi thấy hay. Tôi chưa bao giờ mà thấy một cái nào mà không cần phải làm gì hết trơn. Một cái nồi cháy mà không cần phải làm gì luôn. Ừ. Trà sơ nhẹ thôi đúng không? Sạch sẽ như mới. Ông trà cái này là hơi quá. Lấy cái đồ kia trà kìa. Cái đồ ướt xanh. Màu xanh á. Nhanh. Ok xong lè. Ok. À đâu, ok anh Khải. Đi em vô em lấy hai củ khoai lang, lấy thảo anh Khải. Có đâu, hai củ đem cắt rồi. Kìa á. Thảo gì nữa, thảo gì, thảo hết rồi. Nãy lúc thảo lúc ban đầu đi mà ông có công nhận là lúc nãy em kêu ông không, em không cần ăn thảo, không cần. Em đi về em cho bò nó cộng đực. Đi dạ, đi. Nó cộng thông rồi. Nó còn ra ngoài đó, đi ra ngoài đi. Đó, ok mọi người nha, đây là thực tế, sáng như sáng mới như luôn. Sáng như mới. Đó, mọi người cứ áp dụng cách này ok. Nếu nhà mọi người những cái nồi nhôm nó bị cháy, mọi người cứ bắt lên bếp cho ông Táo xử lý. Mọi người ngồi hút thuốc thôi. Ok. Nhớ đăng ký bật chuông và hẹn lại tất cả lúc sau.